trong lúc khó khăn để có những phần ăn miễn phí. Xin cảm ơn. Chai nước thôi ạ. Đầu tiên đây là những người bệnh nhân đi trước. Mỗi người một chai bước tới dùm. Cảm ơn anh nhé. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, chúc sức khỏe, chúc sức khỏe, chúc sức khỏe. Mời các cô bác cơm mặn nhá. Cơm cá, canh chua ngót. Rồi, đi thẳng luôn. Đi thẳng. Cơm cá, canh chua ngót. Rồi, chú ơi, đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài, không đi ngược đường. Nói chung là còn khoảng 50 người thôi. Xin chào nhá. Rồi, chào cho nhau những nụ cười thôi. Rồi, đây lên phát tiền, lên phát tiền. Bà con cô bác vô. Mỗi người nhận 100 ngàn nhá. Hết cơm rồi, mỗi người nhận 100 ngàn đi. Đi ra ngoài sau luôn. À, thưa các cô bác anh chị, hôm nay là 11 tây tháng 10 năm 2023 thì Tuấn Dương có sử dụng cái số tiền của chị Long Phụng ở Úc có gửi 10 triệu để thêm vào mua thức ăn cho người bệnh thì Tuấn Dương sẽ gửi cho cô Kim. Dạ thưa cô, là một chị có cái tên, lấy tên là Long Phụng ở Úc có gửi cho con để thêm vào mua những cái phần thức ăn để giúp đỡ những cái người bệnh nhân ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thì con xin gửi cô để cô làm. Cô chào Tuấn Dương, kênh Sài Gòn nay thay mặt cho nhóm từ thiện Pháp Hoa, thay mặt cho những người bệnh nhân của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, cảm ơn gia đình chị Long Phụng rất là nhiều luôn. Chị đã gửi số tiền 10 triệu này về cho Tuấn Dương, chuyển cho nhóm từ thiện Pháp Hoa nấu cái suất cơm hôm nay để phát cho bệnh nhân. Thì qua đây em cũng rất là cảm ơn gia đình rất là nhiều, cũng chúc cho gia đình mình được dồi dào sức khỏe, làm ăn thuận lợi hơn để mà có một số tiền mình gửi về quê hương mình, giúp đỡ cho những người bệnh nhân nghèo, giúp đỡ cho kênh của Tuấn Dương hoạt động và của nhóm từ thiện Pháp Hoa mình có nhiều cái suất cơm hơn nữa. Cảm ơn gia đình rất là nhiều luôn nha, chúc sức khỏe. Dạ, con cảm ơn cô. Và hôm nay thấy cô mặc một cái chiếc áo bà ba, quần nái đen màu hồng, màu đen nhìn rất là dễ thương á, như là em gái miền Tây này. Dạ. Cảm ơn con, khen cô. Dạ, dạ, và chúc cô luôn trẻ đẹp nhá, yêu đời, có sức khỏe để giúp đỡ bà con mình. Dạ, rồi, con cảm ơn cô. Dạ. Nồi canh cái cũng hồ cả nhà. Không dứt cái vậy. Dạ, hôm nay là ngày 11 tây tháng 10 2023. Dạ, Phượng nấu canh cà. Canh cà với lại thịt xay. Đang thủng lò.
cá rất là bự cả nhà. Dạ. Đang vừa chiên xong rất là còn nóng, rất là ngon luôn. Cá chiên rất là ngon cả nhà. Dạ ở đây thì canh của mình nè cả nhà, mình đã vô xong. Làm này nè, phút này nè. Dạ. Còn đây là cá. Bà đổ tắm luôn đi. Dạ đây thì các cô đang vô cơm. Chị Ginh cái thao bển cũng được. Bắt cái tàu đi qua luôn. Đây là những cái phần cơm canh chua ngót với cá nục bông hấp, sau đó là chiên lên. Thì đây sẽ mang lùi xe rồi mang lên trên nhà thương. Thì hôm nay sẽ phát cơm và phát nước nữa. Đây các chú sẽ lùi xe lại, rồi khiêng cơm lên trên xe rồi mang lên bệnh viện Nhi Đồng 2. Những cái phần này là những việc nặng này, thì các anh các chú chung tay nhau bỏ lên xe. Cũng may là mấy cái bội này nó có bánh xe, nhưng mà lúc mà vận chuyển lên xe cao đó thì mình phải người khỏe mới khiêng được nhé các bạn. Đây bây giờ các anh sẽ vận chuyển thêm cái phần nước lên nước suối nữa. Vận chuyển đây xong xuôi rồi mang lên trên nhà thương Phạm Ngọc Thạch. Thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nhà thương để coi các cô bác cái xếp hàng như thế nào nhé. Sau đó sẽ quay tiếp cái phần kế tiếp để cho cô chú anh chị chúng ta coi.
Thưa cô bác anh chị, bây giờ mình đã ra tới cái điểm phát cơm rồi. Thì nói chung là qua bên này đó thì mọi việc là mình để cho nhóm của cô điều hành. Thì mình chỉ ở phía bên ngoài để mình quan sát thôi. Nói chung là cũng dành cái quyền chủ động cho nhóm để nhóm còn phát triển. Thì nói chung là để các bạn coi thử cái cách quản lý điều hành. Còn nếu như mình thì bên đấy, các bạn thấy là xếp hàng rồi, xong rồi có những người bây giờ mới ra đợi, coi là chờ dọn cỗ xong xuôi hết rồi. Đó. Đấy. Nói chung là cũng khó phết đấy. Thế thôi, các bạn cứ quan sát giùm mình nhé. Có phiếu vô đứng đây nè. Có phiếu vô đứng đây nè. Nói chung cái khó nhất cho các bạn là cái điều khiển con người, và mỗi một người một ý, điều khiển nhiều, nói chung điều khiển là hàng trăm con người là hơi bị khó nha các bạn. Nếu mà người ta có thiếu anh cho mua hàng ngày lên nha, đừng có cho mua mấy hàng ngày nữa. Bây giờ đây xe cơm đang tới rồi, xe cơm tới thì thì sẽ phụ mang nước suối xuống đây, chỉ phát ra cơm và nước thôi. Khu vực này chỉ đi ra thôi, lối đi ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho mấy anh chị phát. Rồi, kính mời các bệnh nhân. Rồi, lên lấy nước suối nữa, nhớ cảm ơn tình nguyện viên đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn để có những phần ăn miễn phí. Xin cảm ơn. Đầu tiên đây là những người bệnh nhân đi trước, mỗi người một chai bước tới dùm. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, chúc sức khỏe. Mời các cô bác cơm mặn nhá. Cơm cá canh chua ngót. Rồi, đi thẳng luôn. Đi thẳng. Cơm cá canh chua ngót. Rồi, chú ơi, đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài không đi ngược đường. Ra sau xếp hàng dùm. Rồi, rồi bước tới mỗi người một phần. À, lấy xong rồi luồn qua kia. Ra xếp hàng đi đại ca. Cái bang đi chỗ khác đi. Đi xếp hàng đi. Cái bang mày đứng đâu đây? Mày đứng ở đây thì giờ mày đứng giùm bệnh không cho người ra vô. Mới lại mà. Lấy cơm đi. Cái bang vô giật nước. Đi thẳng. Đi thẳng. Mình lấy một phần cơm là đủ rồi, sao lấy hai phần làm chi? Mẹ ơi,
tiến tới, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng lấy nước đi. Ờ, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng, một chiều rồi. Một hộp cơm. Một luôn. Rồi mấy anh cứ lên lấy đi, một luôn. Rồi cảm ơn anh. Rồi một luôn. Một bánh. Thâu một xíu, một phát một hộp cơm, một chai nước. Mỗi người một chai nước thôi. Có rồi. Tôi đi theo thứ tự giúp em đi ạ, mỗi người một phần. Rồi, bước tới dùm. Có rồi thôi. Mỗi người một chai thôi. Có rồi thôi đi anh. Không. Chị gái đừng đi ngược chiều. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi. Đừng đi ngược chiều cô bác ơi. Trời ơi, sướng quá trời, có cơm ăn, sướng quá trời, khổ chi nữa. Cô bác ơi, của mình nhận thôi, đừng đi nhận giùm. Giờ có. Rồi sao lấy nhiều thế? Thôi, của ai đấy giữ đi bà. Mỗi người một phiếu thôi. Rồi, lấy nhiều quá không dùng hết đâu mấy cô chú ơi. Rồi chỉ biết kêu gọi thôi chứ mình nói gắt lên giang hồ nó lại kêu vô nó chửi bới om sòm. Rồi đi hướng ngoài anh ơi, đi lối ngoài, chị gái ơi đi lối ngoài đi. Đi lối ngoài giúp em. Ngược chiều. Rồi xin cảm ơn. Đi lối ngoài đi. Mình một mình làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người, người ta đang đi. Đừng đi ngược chiều mấy anh ơi, vòng ra ngoài xếp hàng đi. Lộn xộn loạn xà cào luôn. Rồi. Rồi bà Miên này đi. Bà Miên này cứ vòng qua vòng lại, xào qua xào lại mấy lần rồi. Thật ra thì mình cũng có thể làm theo cái cách là tất cả cùng ra rồi sau đó phát phiếu thì nó sẽ đỡ bị lộn xộn hơn. À, tôi đây nhường quyền chủ động cho nhóm tổ chức. Thì đây đều là bệnh nhân, người nuôi bệnh hết ấy. Đừng đi ngược chiều mấy cô ơi.
Đấy, chống đánh xuôi kèn thổi ngược chạy loạn xà cào luôn. Rồi, người đẹp đi đâu đấy ạ? Đi nhận cơm à? Đã nhận cơm vòng ra ngoài xếp hàng dùm em, đứng đi này ngược chiều. Rồi, chơi khô máu luôn, còn cái gì lấy cái đấy mấy cô bác. Còn cái gì nhận cái đó. Rồi, đừng đi ngược chiều. Vòng qua đi các cô chú ơi, đừng đi ngược chiều. Ờ, cô bác vòng qua vòng lại 2-3 vòng có mỏi chân không? Wow, trời đông. Rồi, đó. Xào qua xào lại bây giờ còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nói chung là còn khoảng 50 người thôi. Xin chào nhá. Rồi, trao cho nhau những nụ cười thôi. Rồi, đây lên phát tiền, lên phát tiền. Bà con cô bác vô. Mỗi người nhận 100 ngàn nhá. Hết cơm rồi, mỗi người nhận 100 ngàn đi. Đi ra ngoài sau luôn. À, chú phát 10.000 một người, mình thì mình thường mình chỉ phát là 50.000 tối thiểu. À, thôi thì tùy tâm các cô chú ủng hộ nhiều thì nhận bấy nhiêu. Rồi, hết sạch cơm rồi, hết cơm rồi. Rồi trả lại phiếu đi bà, hết cơm rồi. Phiếu nhận cơm mà hết cơm luôn. Sau ra sớm hơn đi bà ơi. Alo. Dạ em nghe. Vâng đúng rồi chị. Em nghe chị. Dạ em nghe. Sáng mai 9 giờ rưỡi, còn bây giờ thì đang phát nhưng mà phát xong rồi. Sáng mai 9 giờ rưỡi. Sáng mai 9 giờ rưỡi. Mai thứ năm. Dạ được thì ngày nào chị ra cũng được, mà ngày nào ra có em ở đó thì chị gặp, mà không có thì không gặp vậy thôi ạ. Dạ. 9 giờ rưỡi. Chị phát bao nhiêu tiền thôi chị? Thứ sáu đúng không? Dạ, rồi rồi ok. Vâng, vâng. Rồi rồi được, ok. Thứ sáu em có phát tiền nữa, em phát 20 triệu nữa. Không thì thôi, bây giờ chị phát thứ sáu đi, thứ hai em phát. Dạ dạ rồi. Dạ dạ rồi em cảm ơn. Dạ dạ. Rồi bây giờ hết rồi nha các bạn, mình xin dừng video tại đây. Hẹn gặp các bác anh chị trong những video tiếp theo.